Meme, một từ gồm 4 ký tự mà bạn có thể gặp ở bất kỳ nơi đâu mỗi khi lướt Internet. Trong những năm trở lại đây, vũ trụ của meme ngày càng giãn nở. Và vô tình, chúng ta có bị kéo vào dòng chảy của meme trước cả khi chúng ta kịp nhận ra rằng meme đã xâm lấn thói quen sử dụng Internet của chúng ta mạnh mẽ đến thế nào. Có người từng cho rằng, thế giới này tôn thờ những điều nhảm nhí. Sức lan tỏa của meme chính là minh chứng cho điều đó. Thế nhưng, meme có thật sự chỉ là một thứ nhảm nhí trôi nổi tràn lan trên mạng xã hội hay Internet không? Đúng là meme có thể trông rất kỳ dị, nhưng như vậy liệu đã đủ kết luận meme là thứ vô nghĩa? Mối liên hệ của meme tới văn hóa, xã hội là thế nào? Và tại sao meme ngày càng được ưa chuộng sử dụng? Hãy cho meme cơ hội được kể câu chuyện cuộc đời mình qua bài viết Meme học nhập môn, tại sao tìm hiểu về meme là tìm hiểu về văn hóa của tác giả Tú Anh nhé. Nếu bạn tò mò thì bạn có thể đọc cụ thể hơn về bài viết tại link ở phần mô tả phía bên dưới video này. Còn bây giờ, đến giờ học rồi, hãy mở từ điển tiếng meme ra thôi. 1. Meme là gì? Tại sao meme lại cần thiết? Bài học nhập môn đầu tiên đó là khái niệm của meme. Có thể bạn chưa biết, meme không phải là một khái niệm mới mà nó đã có mặt trước cả Internet. Từ xu hướng quần ống loe những năm 70 cho tới cả những ý tưởng triết học Hy Lạp cổ, bất kỳ thứ gì lan tỏa rộng rãi trong thế giới con người đều là meme. Mà khoan, có gì đó sai sai à? Không, không phải đâu. Bởi vì từ meme có nguồn gốc Hy Lạp từ cụm từ my meme, có nghĩa đại khái là bắt chước. Sau này, memes được sử dụng rộng rãi hơn do nhà sinh vật tiến hóa Richard Dawkins đã viết về nó trong cuốn sách The Selfish Gene. Cụ thể, là một hệ quả văn hóa tất yếu của di truyền gen và tái tổ hợp gen, và là những ý tưởng truyền từ bộ não này sang bộ não khác. Đơn giản hơn, chúng ta có thể nghĩ về nó như một đơn vị văn hóa dễ lan truyền hoặc một đơn vị văn hóa cơ bản. Sau khi bước vào thời đại của Internet, khái niệm meme của Dawkins và khái niệm meme của chúng ta dần trở nên khác nhau hơn một chút. Khi nghĩ tới meme, chúng ta nghĩ tới những bức ảnh gây cười hoặc châm biếm. Chúng ta nghĩ tới những đoạn clip trên Vine, TikTok hay Facebook lặp đi lặp lại, những bức ảnh chụp màn hình hoặc comment, thậm chí là cả một câu nói hay một từ khóa. Theo nghiên cứu của Lorne Berger, Chow và Wolfinger vào năm 2020, những đơn vị thông tin này được lan truyền cực kỳ nhanh bởi những người dùng mạng, thường trong một thời gian ngắn. Động cơ của việc lan truyền thường có nhiều lý do, bởi số lượng lớn thông tin hiện nay được lan truyền qua hình thức này. Thế tại sao chúng ta lại cần xem meme? Bản chất của meme gắn liền với Internet, mà Internet, mạng xã hội và rất nhiều thành quả của nó đã và đang tạo nên những ảnh hưởng nhất định lên con người. Đơn cử là sự việc xảy ra trong làn sóng biểu tình Arab Spring ở Ả Rập. Nói tóm tắt qua về sự việc thì các phương tiện mạng xã hội đã đóng vai trò quan trọng trong suốt quá trình từ khởi nguồn cho đến khi kết thúc Arab Spring. Vào năm 2011, nhà lý luận về mạng xã hội Nathan Jorgensen đã đặt ra định nghĩa thuyết nhị nguyên kỹ thuật số để mô tả sự mập mờ giữa thế giới ảo và thế giới thực. Jorgensen đã viết trên blog Cyborgology rằng chúng ta đang sống trong một xã hội người máy. Công nghệ đã thâm nhập vào những khía cạnh cơ bản nhất trong cuộc sống của chúng ta, như tổ chức xã hội, cơ thể, thậm chí là cả những khái niệm về bản thân của chúng ta. Thế những điều trên nói lên điều gì về meme? Theo tôi, chúng tương đương với một kết luận theo sau bởi một câu hỏi, đó là trong thời điểm hiện tại, tìm hiểu về cuộc sống ảo chính là cách tốt nhất để hiểu về cuộc sống của chính chúng ta. Và nếu như vậy, thì thứ gì là phương tiện nhanh nhất, dễ nhất và gần gũi nhất để tìm hiểu về thế giới ảo? Câu trả lời chính là meme. Meme là thứ được truyền đi nhanh nhất và rộng rãi nhất ở trên mạng. Thậm chí, đã có khá khá nghiên cứu khoa học về meme như một hiện tượng Internet để khai thác và tìm hiểu về cuộc sống sau khi Internet ra đời của con người. Hiểu về meme chính là hiểu về con người trong thời kỳ mới. 2. Meme hay chính là sự phản ánh cho thế giới nội tâm của Gen Z? Đã bao giờ bạn rơi vào tình trạng phải giải thích tại sao cái meme này buồn cười với một ai đó chưa? Đó có thể là bố mẹ, anh chị em nào đó. Nhưng đặc điểm chung của họ thường là sẽ thuộc thế hệ Baby Boomers hoặc thế hệ X, thậm chí là cả đa số thế hệ Gen Y, bởi phần lớn trong số họ cũng chưa quen thuộc với các thể loại meme hiện giờ. Lý do mà nhiều người đưa ra cho sự mù tiếng meme này là bởi tốc độ truyền thông tin tới mức chóng mặt như hiện tại. Bất kỳ thứ gì tồn tại quá một ngày, thậm chí là 2 giờ thôi, cũng sớm trở thành tin hết sốt. Từ năm 2008, đội ngũ của trang web Know Your Meme, một trang web chuyên đăng tải và lý giải nguồn gốc, cách sử dụng của các loại meme, đã thêm vào khoảng 33.915 meme và nhiều thư mục mới cho kho dữ liệu mỗi ngày. Hãy tưởng tượng, bạn sẽ phải giải thích gần 34.000 cái meme cho mẹ, chưa kể có một số lượng lớn những chiếc meme thật sự khó hiểu, ngay cả đối với Gen Z, dù nó chẳng có ý nghĩa gì. Đơn cử là meme có tên là Hey Peter, có sử dụng hình ảnh của nhân vật Peter Griffin trong series hoạt hình Family Guy. Sự thực là, khiếu hài hước của Gen Z ngày càng dị, một sự kỳ dị theo cấp số nhân. Nếu ở trong phần trước,
Tôi đã gợi ý về việc tìm hiểu meme như một cách để tìm hiểu về con người hiện tại. Thì ở phần này, tôi muốn nhấn mạnh điều ấy vẫn đúng, kể cả ở những chiếc meme không thể hiểu nổi. Vậy thì sự không hiểu nổi này là đến từ đâu? Tại sao Gen Z lại thích những series kỳ dị và siêu thực như Rick and Morty, BoJack Horseman hay Russian Doll? Tại sao những đoạn clip quảng cáo siêu ngắn và siêu dị như của bột giặt A3 của Việt Nam lại sở hữu lượt tương tác khủng hơn hẳn nhiều chiến dịch truyền thông khác? Có phải chúng ta đang dần trở thành những boomer nhưng với tốc độ nhanh tính theo giây? Câu trả lời là có thể. Nếu nhìn một cách khách quan vào tất cả các thế hệ, thì Gen Z là thế hệ lạc lối nhất. Theo nghiên cứu của Pew Research Center trên thế hệ Gen Z ở Mỹ, những thứ mang tính truyền thống để Gen Z tìm kiếm giá trị và ý nghĩa cuộc đời như là tôn giáo hay gia đình đang dần trở nên xa vời hơn trong cuộc sống của họ, hơn hẳn thế hệ bố mẹ. Những cấu trúc đạo đức giờ đã lỏng lẻo hơn và dường như tiến tới một giá trị lờ nhờ là tử tế. Ở Việt Nam, do việc đề cao giá trị cá nhân càng trở nên rõ ràng hơn theo nghiên cứu mới đây vào năm 2020 của Hội đồng Anh, giá trị tập thể lại dần ít quan trọng đi. Khác với các thế hệ trước đó luôn hướng tới sự nghiệp, gia đình hay giấc mơ Mỹ, Gen Z do sự biến đổi quá nhanh của các giá trị xung quanh bỗng trở nên lạc lối. Họ nên theo đuổi sự nghiệp hay bỏ tất cả để đi du lịch vòng quanh thế giới hoặc bỏ về vùng nông thôn rồi quay vlog. Họ nên nhịn ăn để có một thể hình đẹp hay ngồi trước màn hình thực hiện những bữa mukbang triệu like. Các tiêu chuẩn cứ liên tục thay đổi, Gen Z bị quay mòng mòng trong những ý nghĩa cuộc đời mà mình thấy tràn lan trên mạng. Những ý nghĩa cuộc đời cứ liên tục thay đổi. Gen Z không tiêu cực về thế giới, nhưng cảm giác họ trộn lẫn giữa trống rỗng và tuyệt vọng. Trên thực tế, để nói về sự trống rỗng và dường như là vô nghĩa cuộc đời, meme không phải sản phẩm đầu tiên. Chủ nghĩa siêu thực và sự cố gắng diễn tả tiềm thức bằng cách trình bày các vật thể và sự vật như được thấy trong những giấc mơ, và kế sau là anh em của nó, chủ nghĩa Dada, với tinh thần đi ngược lại những giá trị xã hội, chính trị và văn hóa đương thời, là hai trong số những hình thái đầu tiên như thế, và cả hai đều đã xuất hiện từ rất lâu trước đó rồi. Bên cạnh đó, có thể cân nhắc đến sự vô nghĩa được nhắc đến trong bài luận triết học mang tên The Myth of Sisyphus của nhà văn, nhà triết gia Albert Camus, viết vào năm 1942. Ở đây, sự vô nghĩa về cơ bản chính là áp lực phải đi tìm kiếm một ý nghĩa không hề tồn tại. Thì quay trở lại với meme, đó có phải là một tin không vui không? Có lẽ là không. Để kết thúc phần này, tôi xin phép trích dẫn một đoạn trong cuốn sách The Weird and the Eerie của tác giả Mark Fisher. Đó là: sự xuất hiện của một vật thể kỳ dị nảy sinh ra cả tiếng cười lẫn sự biến chuyển chính là một dấu hiệu rằng những quan niệm và khuôn khổ mà chúng ta từng có giờ đã lỗi thời. 3. Cuối cùng, tại sao tìm hiểu về meme là tìm hiểu về văn hóa? Trong phần đầu tiên, các bạn đã biết được nguồn gốc của từ meme là từ đâu và cách mà Internet đã thay đổi nó. Tôi sẽ tóm tắt ngắn gọn lại một lần nữa ở đây. Meme là thứ đi từ đơn vị văn hóa, tức tất cả những gì thuộc về văn hóa như hội họa, các bài hát, tư tưởng, chuyển đổi hình thái thành một bức ảnh, video, đoạn văn bản hài hước được lan truyền qua Internet. Nên về cơ bản, nghĩa của chúng ta cũng chỉ khác nghĩa của Richard Dawkins ở chỗ chúng ta mang sự hài hước vào trong meme. Việc chúng ta ngân nga bài hát quảng cáo của điện máy xanh cũng không khác gì việc truyền lại những câu chuyện cổ tích có nhiều nét đẹp văn hóa. Việc chúng ta nói chuyện và truyền tai nhau về những người nổi tiếng và meme liên quan tới họ không khác gì cách người xưa dỉ tai nhau về sử thi đăm săn và mờ ta mờ xây. Trong cuốn sách The Selfish Gene của mình, Dawkins so sánh meme giống như gen người. Theo Dawkins, khi một người bắt chước người khác, một meme được truyền đi giống hết những cách mà gene mắt xanh được truyền từ bố mẹ sang con. Cách mà meme được truyền đi cho phép chúng ta có thể áp dụng vào thuyết này những cơ chế của gen như là biến đổi. Cũng giống như gen, một meme tiếp xúc với một vật chủ hay một người, sau đó được vật chủ biến đổi ý nghĩa đi để phù hợp với mục đích của riêng mình. Meme được so sánh với gen bởi chúng sinh ra những thay đổi văn hóa qua một quá trình giống với chọn lọc tự nhiên. Những meme được truyền đi qua quá trình bắt chước và học được sẽ có xu hướng thống trị cuộc sống xã hội của chúng ta. Về cơ bản, tôi có thể tóm lại những trích dẫn ở trên bằng cách so sánh nó với việc đi làm một chiếc meme. Từ việc xem được một chiếc meme hay, chúng ta đi tìm template của nó để có thể chỉnh sửa chữ trên đó theo ý của mình, để nói về thực trạng liên hệ với mình và tiếp tục truyền cái meme này cho người khác. Đó chính là cách mà không chỉ tư tưởng, thói quen mà cả niềm tin hay những gì mà chúng ta coi trọng sẽ được thể hiện qua meme. Thay vì nói, tao đang lướt meme, hãy nói, tao đang tìm hiểu về những giá trị tinh thần của con người. Phân phách bên lề về meme. Một thông tin nữa liên quan đến việc tại sao hình ảnh, video và đoạn văn bản lại được chúng ta ưa thích để làm meme. Việc quan sát bằng mắt về thế giới đại diện cho hình thức cơ bản nhất của thông tin và khả năng định hướng xung quanh của con người. Khoảng 83% thông tin mà con người có được đều được truyền tải qua hình thức quan sát.
Rất nhiều những phát hiện mới và có lẽ là cả sự phát triển của xã hội văn minh loài người không thể có được nếu không có sự giúp đỡ của khả năng quan sát. Nếu nhìn vào lịch sử loài người, khoảng thời gian quan trọng nhất trong sự hình thành xã hội là dựa vào thông tin trực tiếp có được từ việc quan sát và theo dõi thế giới xung quanh. Khi chúng ta có chữ và ngôn ngữ, việc quan sát và truyền thông tin bằng hình ảnh có phần giảm đi và được thay thế bằng việc đọc. Tuy nhiên, do sự phổ biến của những loại hình truyền thông mới như phim, TV và gần đây là Internet, việc thông báo, truyền tin, giao tiếp và học bằng quan sát đó là lý do ta có meme trong dạng thức của hình ảnh, video và đoạn văn bản lan tỏa rất nhanh và nhạy bén. Để kết lại, tôi muốn khẳng định rằng meme không phải một thứ vô nghĩa hay nhảm nhí. Meme có sức mạnh lan truyền và đang trở thành cách để phản ánh những thực trạng từ nhỏ tới lớn của người trẻ hiện nay, đặc biệt là Gen Z. Meme mang lại tiếng cười, mang lại sự giải trí, nhưng đó là sự giải trí có chiều sâu về nội tâm, dù không phải tất cả chúng ta đều có thể hiểu. Bởi vậy, đừng vội đánh giá meme, cũng như đừng vội kết luận rằng chúng không có giá trị gì. Biết đâu, sớm thôi, sẽ đến cái ngày mà bạn trở nên nghiện tiếng meme hơn ai hết. Và đến đây là video về nhập môn tiếng meme của Spider Room đã kết thúc rồi. Bạn nghĩ sao về những thông tin và quan điểm nói trên? Hãy thảo luận với chúng mình ở phần bình luận ở phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn vì đã xem hết video và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye!